Xin chào bạn, hôm trước là Mr. Well, em thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ học viện Awake Your Power. Và ngày hôm nay anh rất vui mừng được đi tiếp với các bạn trong bài giảng của tuần này về sự cạnh tranh và sự so sánh ngầm. Như đã hứa với các bạn, khi bài giảng phần 1 đạt được 2.000 comment của mọi người để nhìn nhận lại cái mầm móng của sự cạnh tranh ganh ghét ở bên trong của chính mình, anh sẽ chia sẻ với các bạn cách để vượt qua được sự cạnh tranh đó. Nếu bạn nào chưa xem bài giảng đầu tiên thì các bạn nên tạm dừng video lại và dành ra khoảng chừng 15 phút thôi để xem lại bài giảng trước đó ha. Và luôn tiện thả một comment của riêng các bạn trước khi quay lại để tìm câu trả lời trong bài giảng này. Hãy luôn nhớ là kỹ năng, kiến thức là vô giá trị nếu các bạn không có ý định vận dụng chúng trong công việc, cuộc sống và những mối quan hệ của riêng mình. Hiểu ý anh không? Như anh đã có phân tích trong bài giảng trước, trong xã hội loài người thì có hai loại chiến tranh, đó là đấu tranh, cuộc chiến nổ ra vì chúng ta mâu thuẫn và trái ngược nhau về quyền lợi, tư tưởng hay vị thế. Ngược lại, âm thầm nhưng cũng vì thế mà đáng sợ hơn, đó gọi là cạnh tranh. Cuộc chiến nổ ra vì chúng ta ở cạnh nhau, giống nhau nên đâm ra ganh ghét và tranh giành với nhau. Muốn vượt qua được sự cạnh tranh thì phải chuyển hóa được nguồn gốc của sự cạnh tranh, đó là sự so sánh. Đó chính là nguồn gốc của tất cả sự tự ti, sự tự cao, hậm hực, ganh ghét trong những mối quan hệ trong gia đình, trường học, công sở hay ngay cả giữa hàng xóm láng giềng với nhau. Vậy câu hỏi, làm sao để ngừng so sánh? Làm sao để ngừng so sánh? Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình câu hỏi này chưa? Đã bao giờ trong đầu các bạn, trong thâm tâm mình đều biết là cái việc so sánh hơn thua với anh chị, với bạn bè, với cộng sự là một thứ rất độc hại, là thứ mà nó hủy diệt đi niềm vui, sự gắn bó với những người thân nhất ngay bên cạnh mình. Chỉ là các bạn không thể dừng lại được. Có đúng không nào? Vậy làm sao để dừng so sánh? Và câu trả lời đó là mày có bị khùng không? Làm sao mà dừng được? Nhìn đi, màu xanh với màu đỏ nè, hả không? Nó khác nhau rành rành như vậy mà để cạnh nhau, làm sao mà nói là nó không khác nhau được? Lẽ mình chọc mù hai con mắt mình đi. Cho nên tương tự như vậy, nếu ba nó chở nó đi học bằng xe hơi, còn ba mình thì chở mình đi bằng xe hai bánh cà tàng, thì nó quá khác đi mà. Right? Nếu phát bài kiểm tra ra nó được 9 điểm, còn bài của mình thì bị trừ đúng 9 điểm, thì nó khác nhau quá đi chứ. Nó cao 1m74, còn các bạn cao 1m47, đứng cạnh nhau mà nói là cao bằng nhau, không lẽ bị mù? Right? Người ta vừa khen nó một câu xong thì quay sang quát mắt và rủa mình ba câu, khác hay không? Không lẽ mình bị điếc? Không lẽ mình bị thiểu năng ngôn ngữ? Mặc dù đúng là sau khi họ rủa mình xong thì họ cũng có thắc mắc là mày có bị điếc không vậy? Sao tao nói hoài mà mày không nghe vậy? Mày không học được chị mày một chút nào hết vậy? Cho nên chừng nào mà chúng ta còn thấy, còn nghe, còn phân biệt được thì chúng ta sẽ tiếp tục so sánh. Đó là năng lực tự nhiên của những giác quan. Và vì vậy chúng ta không thể ngừng so sánh được. Và nếu chúng ta không thể ngừng so sánh được thì câu hỏi hay hơn mình phải tự hỏi mình, đó là vậy chúng ta nên so sánh cái gì? Về sau này khi mà anh có cơ hội trực tiếp tư vấn, huấn luyện và giảng dạy cho hơn 20.000 người trong tất cả những ngành nghề, những lứa tuổi và những đẳng cấp khác nhau trong xã hội, thì anh cũng so sánh và nhận ra được một sự khác biệt rất lớn trong cái thứ mà người ta so sánh mỗi ngày. Người thất bại sẽ thường hay nói kiểu như: nhìn kìa, ngay từ đầu nhà nó đã giàu, ba má nó giúp đỡ nó đủ điều, hả không? Ngay từ đầu nó có sẵn năng khiếu rồi, mày không thấy à? Hoặc là ngay từ đầu nó là đứa mồ côi, cho nên dĩ nhiên bản chất của nó phải lì lợm, phải cứng rắn hơn tất cả mọi người. Ngay từ đầu nó là đứa nghèo nhất, cùng quẫn nhất, cho nên dĩ nhiên nó đâu còn lựa chọn, nó phải làm tới cùng thôi, hả không? Cho nên đi đến cuối thì mày thấy đó, dĩ nhiên nó phải là đứa điểm cao nhất, chạy nhanh nhất, giàu có nhất, nổi tiếng nhất. Mẹ kiếp, chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy mà mày cũng không nhìn ra?
Nếu như ngay từ đầu tao nói thiệt nha, tao được như nó thì đâu tới phiên nó được vênh váo khốn nạn. Hiểu ý anh không các bạn? Nghe quen không? Người thất bại thường hay tập trung và so sánh về hoàn cảnh khởi điểm là thứ mà họ không thể ảnh hưởng và thay đổi được, để rồi sau đó họ đâm ra hậm hực và ganh ghét khi so sánh về kết quả cuối cùng. Họ sẽ luôn nghĩ rằng cuộc đời này không công bằng với mình. Họ chán ghét, chối bỏ, thậm chí nguyền rủa cái hoàn cảnh và cuộc đời của chính mình. Ngốc quá đúng không? Bởi vì khi các bạn chối bỏ và nguyền rủa cuộc đời thì cuộc đời này cũng sẽ nguyền rủa và chối bỏ các bạn. Và đừng đùa với cuộc đời các bạn, nó đến trước. Và khi mà nó đã nguyền rủa và chối bỏ chúng ta rồi thì làm sao chịu cho nổi. Còn nữa, khi mà các bạn hậm hực và ganh ghét, thậm chí đấu đá với những người hơn mình, đoán xem, một cách tự nhiên họ cũng sẽ làm gì với các bạn? Dĩ nhiên rồi, một cách tự nhiên họ cũng sẽ căm ghét, họ cũng sẽ đấu đá với các bạn, right? Và một khi người ta đã giỏi hơn mình, quyền lực, giàu có hơn mình, uy tín hơn mình, giờ họ lại còn đi đấu đá với mình, thì rõ ràng là 10 phần các bạn đã thua hết 9 rồi. Cho nên người thất bại vì vậy mà càng ngày sẽ càng thất bại. Ngược lại, người thành công sẽ so sánh về quá trình chứ không phải là hoàn cảnh hay kết quả. Khi nhìn thấy một người có kết quả mà họ ngưỡng mộ thì người thành công sẽ rất tò mò để tìm ra sự khác biệt trong quá trình đạt được kết quả đó. Họ thấy cái gì, họ biết cái gì mà mọi người không biết. Họ đã kiên trì làm cái gì mà mọi người không làm. Và họ làm chuyện đó bằng cái cách nào, cái phương tiện gì mà mọi người không ai biết và không sở hữu được. Thẳng thắn nha, các bạn đã bao giờ đối diện với một người thân, bạn bè hoặc cộng sự với những kết quả mà mình thèm khát và rồi hỏi những câu hỏi tương tự hay chưa? Hay là chỉ giả lả khen vài lời bâng quơ nịnh nọt cho có để rồi tiếp tục giày vò ở trong lòng, trong dạ của mình? Anh biết là không dễ chút nào. Và chỉ những người nào có cái khát khao trưởng thành cháy bỏng và sự cam kết để trả cái giá rất đắt của thành công thì mới dám hỏi những người thân, những người xung quanh của mình những câu hỏi đó mà không ngượng miệng. Và nếu các bạn đã từng làm được chuyện đó, các bạn sẽ nhận ra là ngay tức thì những câu hỏi đó sẽ chuyển hóa cái sự so sánh thành sự học hỏi thay vì cạnh tranh. Và nếu như cạnh tranh tạo ra đối thủ, thù hận thì sự học hỏi tạo ra những người thầy và sự trưởng thành. Anh xin gút lại chia sẻ này bằng một câu chuyện có thật ngay trong cái gia đình của anh, trong gia đình lớn của anh. Ok, thì anh có một cái người thân trong đại gia đình của anh là một người rất thành công trong sự nghiệp và dĩ nhiên rất nổi tiếng. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc là ông thường rất cô đơn trong gia đình của mình. Mặc dù ông cũng giúp đỡ rất nhiều người thân trong gia đình, nhưng đâu đó anh vẫn nghe những người còn lại trong đại gia đình chê bai, xì xầm về ông, mô tả ông như là một cái người gia trưởng lạnh lùng và xa cách. Và đó cũng là cách mà anh nhìn về ông trong cả cái tuổi thơ của mình. Cho đến một lần nọ, thì vô tình thôi, anh đến nhà của ông để rủ anh họ của mình đi chơi, nhưng mà anh lỡ hẹn. Và rồi anh rơi vào một tình huống khiến cho anh cực kỳ khó xử. Đó là anh bị mắc kẹt trong cái căn nhà đó chỉ với ông ấy, cái người đàn ông lạnh lùng mà xa cách. Dĩ nhiên anh có thể chào hỏi một câu, sau đó quay 180 và lẳng lặng đi về, đúng không? Nhưng một là làm như vậy thì cũng hơi bất lịch sự, vì chả lẽ mình gặp người thân của mình mà mình không mở miệng hỏi thăm được một hai câu, right? Và thứ hai là tới thời điểm đó trong cuộc đời của mình thì anh cũng trưởng thành hơn, anh cũng bắt đầu có được những cái quan điểm và những góc nhìn của riêng anh. Và đặc biệt là anh ngày càng tò mò hơn rất nhiều về ông. Cơ bản là vì lúc đó anh cũng vừa mới tập tành và khởi nghiệp, cho nên cái khó khăn của anh lúc đó là khủng khiếp, trăm bề nó chật vật. Cho nên anh rất khát khao để học hỏi và trưởng thành hơn. Cho nên ngày hôm đó anh đã làm một việc mà thông thường anh sẽ không bao giờ làm, đó là anh đánh liều. Đằng nào thì anh cũng đã mất toi kế hoạch của cả buổi tối ngày hôm đó rồi, và về nhà thì cũng chả biết làm gì.
cho nên anh mở miệng và hỏi thăm một hai câu về công việc của ông, về cách mà ông nhìn về những xu hướng trên thị trường ở thời điểm đó, và rồi mạnh dạn chia sẻ một hai cái khó khăn rất lớn mà anh đang gặp phải trong doanh nghiệp của anh. Và điều xảy ra sau đó là thứ mà anh đã không thể nào ngờ tới, là trong suốt một giờ đồng hồ sau đó, ông ngồi ân cần giảng giải cho anh cái góc nhìn, cái tư duy kinh doanh của ông, cách mà ông định hình cái vị thế dẫn đầu cho doanh nghiệp của mình, cách mà ông không ngừng trau dồi, học hỏi những cái điều mới mẻ. Một cái người đàn ông mà cách đó một tiếng đồng hồ, anh vẫn mặc định trong suy nghĩ của mình là một ông già, lạnh lùng, ích kỷ và xa cách. Thì ngay lúc đó, ông ngồi dạy bảo, động viên anh ân cần như là một người bố dạy bảo con của mình. Đó là một trải nghiệm kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng của anh. Không chỉ là trong tư duy, trong cái giải pháp mới mẻ mà anh vỡ ra trong cái buổi trò chuyện, mà là một cái cách nhìn hoàn toàn khác về một người thân của mình. Các bạn hiểu với anh không? Và dĩ nhiên ngày hôm nay 10 năm sau thì trong đại gia đình của anh, ông vẫn là một người thành công, ít nói, lầm lì. Ông vẫn bị những cái người họ hàng xì xầm sau lưng. Nhưng sau ngày hôm đó, ông đã có thêm rất nhiều những cái buổi hàn huyên, chia sẻ với anh về tâm huyết, về ấp ủ trong sự nghiệp, trong cuộc sống. Và ông, trong mắt của anh, là một người hoàn toàn khác. Và rồi dĩ nhiên là sự nghiệp và cuộc sống của anh cũng lật qua một chương hoàn toàn khác trong một thập kỷ sau đó của việc không ngừng nỗ lực mà học hỏi. It's beautiful. Cho nên rút lại câu chuyện ngày hôm nay, so sánh là một việc hiển nhiên mà chúng ta luôn làm. Chỉ là so sánh kết quả và hoàn cảnh, hay là so sánh cái quá trình, bản lĩnh và nỗ lực. Dĩ nhiên, so sánh cái thứ đầu tiên á thì dễ dàng hơn rất nhiều, vì nó sờ sờ ra trước mắt của mình. Và cái người thất bại luôn thích chọn ra những cái việc dễ dàng để làm. Nhưng các bạn phải nhớ là không có con đường dễ dàng nào giúp các bạn trèo lên một đỉnh núi hết. Các bạn chỉ có thể đi lòng vòng và luẩn quẩn dưới chân núi mà thôi. Ngược lại, cái người khát khao sự trưởng thành lựa chọn con đường thứ hai của sự khiêm nhường, của sự tò mò và khát khao để nhìn ra sự khác biệt trong nhận thức, kỹ năng, phương tiện, thái độ, sự kiên trì, dũng cảm, sự chân thành của người khác, và rồi từ đó học hỏi và tự trau dồi cho cái bản lĩnh của riêng mình. Cho nên hãy nhớ bốn câu hỏi quan trọng khi các bạn so sánh với bất cứ người nào. Thứ nhất, họ thấy cái gì mà mình chưa thấy? Họ đã và đang làm cái gì mà mình đã không làm? Họ làm cái cách gì mà mình chưa biết? Và cuối cùng, họ đã trả cái giá gì mà mình chưa dám trả? Tìm được những câu trả lời cho những câu hỏi này, các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy không biết bao nhiêu là những cái lựa chọn mới, những con đường mới mở ra trước mắt của mình, mà những thành quả mới mẻ chờ đợi các bạn ở phía trước. Đó gọi là sự trưởng thành. Chưa kể là các bạn nhìn đi nhìn lại xung quanh mình, trong gia đình, lớp học, công sở, tất cả đều là thầy mình, là tình bằng hữu, là sự tương trợ nhau trong cuộc sống, chứ không còn là đối thủ cạnh tranh, sự hậm hực và ganh ghét. Tuyệt vời không? Nếu có, anh mong các bạn sẽ áp dụng cái thái độ và bốn câu hỏi đó với người mà cho đến trước cái video clip ngày hôm nay các bạn vẫn còn hụt hẫng, ganh ghét. Người mà các bạn đã comment trong cái bài giảng trước đó của anh. Ok? Để xem là các bạn dũng cảm, tò mò và khiêm nhường tới mức nào. Cuối cùng, có thể đến thời điểm này sẽ có một vài bạn cảm nhận được sự tò mò và hăm hở để học hỏi rất lớn. Thậm chí các bạn muốn hỏi bốn câu hỏi thú vị vừa rồi đó trực tiếp với anh luôn, về một khía cạnh nào đó trong cuộc đời anh, trong sự nghiệp, tiền bạc, tình cảm, sức khỏe, những trải nghiệm. Well, anh sẵn sàng trả lời thôi, nhưng sẽ không trả lời tồ tồ ở đây cho tất cả mọi người được. Ok, các bạn sẽ phải bước vào lớp học riêng với anh. Còn nếu các bạn chưa thật sự sẵn sàng cho 3 tháng để học hỏi, để nỗ lực và trưởng thành cùng với anh, thì thậm chí các bạn sẽ tham gia một cái lớp học trực tuyến chừng 3 giờ đồng hồ với anh. Nó sẽ tốn phí chừng 2 ly trà sữa. Ok. Nhưng anh tin là anh sẽ dẫn dắt các bạn đi rất sâu để phân tích được những khó khăn, những thử thách của riêng các bạn, và vạch ra cho mình những cái nhận thức và những chiến lược mới mẻ hơn để vượt qua nó. Giá tiền không bao nhiêu, nhưng nó giúp anh so sánh
và phân biệt được ai là người thật sự có nhu cầu và nghiêm túc, hoặc ai chỉ là những người muốn nghe cho biết, muốn nhìn anh từ xa xa cho vui thôi, đúng không? Thông tin chi tiết cho những bạn thật sự quan tâm anh đã trong description. Ok, cuối cùng, có thể các bạn không tin, nhưng những thứ anh vừa chia sẻ có thể chưa quá chi tiết và cụ thể, nhưng đó chính là cái nhận thức quan trọng nhất giúp anh trưởng thành khủng khiếp trong suốt 20 năm qua, và bên cạnh đó nuôi dưỡng được những mối quan hệ rất gần gũi và ý nghĩa xung quanh mình. Anh cầu mong những nhận thức này có thể chạm tới các bạn và rồi có thể chuyển hóa được một phần trong tư tưởng, thái độ của các bạn, và cùng nhau chúng ta có thể xây dựng nên một thế hệ người Việt Nam cầu thị thật sự đoàn kết và tương trợ lẫn nhau. Đó là chặng hành trình xin được đồng hành cùng với các bạn.